Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Y học Thể thao của Anh đã liên kết các bài tập tăng cường cơ bắp với việc giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân. Trong khi hầu hết các nghiên cứu trước đây đều tập trung vào những lợi ích đã được thiết lập rõ ràng của việc tập thể dục nhịp điệu, thì tương đối ít nghiên cứu đã xem xét mối liên hệ giữa việc tăng cường cơ bắp và tỷ lệ tử vong. Đánh giá và phân tích tổng hợp bao gồm 16 nghiên cứu trước đây và xem xét thời gian dành cho các hoạt động tăng cường cơ bắp có liên quan như thế nào đến tỷ lệ tử vong và các bệnh không lây nhiễm như tiểu đường, tim mạch và ung thư. Điều thú vị là các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng mối quan hệ giữa các hoạt động tăng cường cơ bắp và tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân, bệnh tim mạch và ung thư là hình chữ gì, với mức giảm nguy cơ tối đa khoảng 10-20% xảy ra khi tập thể dục 30-60 phút mỗi tuần. Mặt khác, mối quan hệ với bệnh tiểu đường là hình chữ L, với việc tập thể dục lên tới 60 phút mỗi tuần sẽ giảm đáng kể nguy cơ. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng sự kết hợp giữa các hoạt động tăng cường cơ bắp và hiếu khí làm giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân, tim mạch và ung thư. Những lợi ích sức khỏe của hoạt động thể chất đã được nhiều người biết đến. Những lợi ích ngay lập tức sau một buổi tập thể dục bao gồm các kỹ năng nhận thức tốt hơn và giảm cảm giác lo lắng. Tập thể dục trong thời gian dài dẫn đến giấc ngủ ngon hơn, cải thiện quản lý cân nặng, giảm nguy cơ mắc một loạt các tình trạng sức khỏe bao gồm bệnh tim mạch, tiểu đường loại 2, trầm cảm, lo lắng và một số bệnh ung thư, và cải thiện sức khỏe tổng thể. Thật đáng kinh ngạc, những người tham gia hoạt động thể chất trung bình 150 phút mỗi tuần có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn 33% so với những người không tham gia hoạt động thể chất. Tuy nhiên, ngay cả một lượng nhỏ tập thể dục mỗi tuần cũng có thể mang lại những lợi ích nghiêm trọng. Chỉ 10 phút mỗi ngày tập thể dục vừa phải đã được chứng minh là làm tăng tuổi thọ. Với việc tập thể dục nhiều hơn sẽ dẫn đến cải thiện tuổi thọ nhiều hơn. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.